Thưa quý vị và các bạn, trong ngày 9 tháng 6, vòng loại thứ hai World Cup năm 2022 khu vực châu Á chỉ diễn ra có 2 trận đấu ở bảng H. Tuy nhiên, kết quả bất ngờ ở bảng đấu này đã tạo ra những đột biến trong cuộc đua tranh giành vé vào vòng thi đấu thứ 3. Ở trận đấu đầu tiên, Hàn Quốc chỉ phải gặp đội bóng tiểu nhược Sri Lanka. Với sức mạnh vượt trội, không khó để đoàn quân của xứ sở Kim Chi giành chiến thắng đậm đà 5-0. Ở trận đấu thứ hai, một bất ngờ đã xảy ra khi Liban, đội đang hừng hực khí thế với cơ hội lọt vào vòng thi đấu thứ 3, lại bất ngờ để thua Turkmenistan, một đội bóng đã bị loại với tỷ số 3-2. Điều đáng chú ý là Liban đang đứng thứ hai bảng H. Với thất bại này, thầy trò huấn luyện viên Taha đã bỏ lỡ cơ hội tạo ra cú bứt phá trong nhóm nhì bảng. Ngược lại, thất bại của đội tuyển Liban trước Turkmenistan đã giúp cho đội tuyển Việt Nam và các đội bóng ở các bảng đấu còn lại giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Mặc dù hiện tại sau 5 trận đấu, Liban đang dẫn đầu nhóm nhì bảng với 10 điểm, nhưng chỉ hơn 1 điểm so với các đối thủ phía sau. Ở lượt trận cuối cùng, thầy trò huấn luyện viên Taha khó có cơ hội giành điểm khi phải gặp chủ nhà Hàn Quốc. Thất bại của Liban ở trận đấu chiều ngày 9 tháng 6 đã mở ra cơ hội cho nhiều đội bóng cạnh tranh suất nhì bảng có thành tích tốt. Tất nhiên Việt Nam cũng sẽ hưởng lợi nếu không thể giữ vững ngôi đầu bảng G trong cuộc chiến với UAE. Sau 6 lượt trận ở vòng loại World Cup năm 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững ngôi đầu bảng G với chiến tích bất bại và đang có 14 điểm. Dù vậy, trong phần còn lại, thầy trò huấn luyện viên Pang Seo vẫn đối mặt với nguy cơ mất ngôi đầu bảng G vào tay UAE. Nếu kịch bản đó xảy ra, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp với tư cách là một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Hiện tại, nếu xét các đội nhì bảng, thầy trò huấn luyện viên Pang Seo chỉ có 8 điểm, không tính kết quả của hai trận đấu gặp đội cuối bảng Indonesia. Nếu đánh bại Malaysia ở lượt trận ngày 11 tháng 6 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có 11 điểm. Với số điểm này, đoàn quân của huấn luyện viên Pang Seo gần như chắc chắn có vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022, ít nhất là với tư cách một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trong nhóm đua tranh nhì bảng, hiện tại Tajikistan có ít điểm nhất, chỉ với vòn vẹn 4 điểm, đang đứng cuối bảng xếp hạng. Trong khi đó, Jordan và Trung Quốc cũng chỉ có 7 điểm sau 4 trận đấu đã được xét. Sau đây là bảng xếp hạng tạm thời các đội đứng nhì bảng tính đến ngày 10 tháng 6. Xếp thứ nhất là Liban đứng thứ nhì bảng H với 10 điểm sau 5 trận đã đấu. Xếp thứ hai là Uzbekistan đứng nhì bảng D sau 5 trận đã đấu có được 9 điểm. Xếp thứ ba là UAE đứng nhì bảng G sau 5 trận đã đấu họ có được 9 điểm. Đứng thứ tư là Iran đứng nhì bảng C sau 5 trận đã đấu họ có được 9 điểm. Đứng thứ năm là Oman xếp nhì bảng E sau 5 trận đã đấu họ đang có được 9 điểm. Xếp thứ sáu là Trung Quốc đứng nhì bảng A sau 4 trận đá đấu họ có được 7 điểm. Xếp thứ 7 là Jordan đứng thứ nhì bảng B sau 4 trận đá đấu họ có được 7 điểm. Xếp cuối cùng là Tajikistan đứng thứ nhì bảng F sau 5 trận đá đấu họ mới chỉ có được 4 điểm.